Rồi hôm nay mình có một buổi tập trực tiếp với bạn Khang. Bạn Khang đã tập và lên được 12 cm từ 1m6 lên 1m72 ha. Hôm nay mình và bạn Khang sẽ chỉ cho bạn những bài trong giáo án Aqua 14 ha. Rồi, bài đầu tiên chúng ta sẽ nhảy dây kèm với chai nước ha. Rồi, em lấy chai nước nha anh. Rồi, đứng nữa. Chưa đâu nha, đợi anh bấm giờ nha. Mỗi bài chúng ta sẽ tập 60 giây và chúng ta sẽ nghỉ 30 giây. Rồi chuẩn bị nào, 1, 2, 3 bắt đầu. Rồi dừng, nghỉ 30 giây nào. Rồi chuẩn bị là bài thứ hai là Jimmy Jack đấm lên chơi ha. Rồi chuẩn bị là 1, 2, 3 bắt đầu. Hay đây gọi là Jimmy Jack đẩy vai đó. Rồi dừng, nghỉ 30 giây nè. Rồi bài thứ ba là chạy bứt tốc tại chỗ ha. Rồi trong tư thế squat nào, chuẩn bị 1, 2, 3. Bài này tập 30 giây thôi ha. Rồi, bạn Khang rất là trâu, tập rất là khỏe, cố lên. 5 giây nữa thôi. Tăng tốc lên nào. Tiếp 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 chút nữa. Rồi xong. Rồi nghỉ 30 giây. Rồi bây giờ là mình cất hai chai nước đi ha, xong rồi. Tập mình tập từ nặng tới nhẹ. Bây giờ sẽ là một bài nhẹ hơn, đó là chúng ta sẽ chạy nâng cái đuôi tiến lên phía trước ha. Chưa đâu, đợi anh kêu bắt đầu là thăm ha. À, em thấy gốc cây kia không? Hả? À, mình chạy qua chạy lại ha, chưa đâu. Rồi chuẩn bị nè, 1, 2, 3 bắt đầu. Rồi quay lại em, quay lại được rồi.
Rồi quay lại. Tiếp tiếp em, tiếp tiếp gắn lên. Chưa đâu. Rồi xong, dừng. Nghỉ 30 giây. Hít thở đi. Tiếp theo là bài chạy bứt tốc. Hít thở đi. Chạy bứt tốc từ chỗ của em tới cái cây kia ha. Đúng rồi, cái cây ở giữa đó. Đúng rồi, đúng rồi. Chờ quay chạy lại ha, chưa đâu. Rồi, chuẩn bị nè. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi dừng em. Nghỉ 30 giây. Cái một bài cuối nữa nè, vượt về giới hạn luôn nha. Bài cuối là bài nhảy dây, nhưng mà không cầm chai nước ha, nhảy dây bình thường thôi. Rồi vô tư thế nè em. Rồi chuẩn bị nè. 1, 2, 3 bắt đầu. Mười giây nữa, cố lên. Rồi, dừng, xong. Rồi, mệt không em? Quá là mệt luôn các bạn ơi. Mình thở hết nổi. Rồi, cảm ơn bạn đã xem video. Thấy hay thì bấm like, chia sẻ cho tụi mình nhé.